giá trị. Đúng rồi ạ. Mình phải sử dụng người lâu vì dài. Vâng. Chứ không phải bảo bây giờ đồng tiền thì cứ bỏ đồng tiền ra xong rồi 1-2 tháng sau tôi không thích, tôi lại bỏ, tôi lại làm đôi khác thì nói bằng thật là nhiều khi nó bị lãng phí cái tư tưởng của mình. Còn bây giờ thị trường nó bán là hàng nhái rồi, hàng chợ nó rất là nhiều. Anh là xem kênh của em lâu chưa? Em xem nó, cái kênh này nó phải từ năm 2017-2018 là thế thì... cũng theo dõi rất nhiều cái kênh nhà mình. Đấy, nhưng mà ngày trước thì làm ở ngoài Vạn Phúc thôi. Thế đâm ra nhiều khi từ ngoài Vạn Phúc Hà Đông mà vào trong này tìm hiểu cái địa chỉ thì nhiều khi nó cũng hơi bị xa. Thế đâm ra nó chuyển về trong này năm 2019. Kho ga mình ngay bên Đức Giang này thôi, nhưng mà nhiều lúc mà cứ muốn đi sang đây nhưng kiểu nhiều khi công việc nó lại bận rộn thì nó cũng phải có sự. Anh làm theo dõi chúng em từ 2017-2018. Thì đấy là hiện tại thì anh đã thấy được cái hành trình cũng như cái quá trình của chúng em phát triển, thì hiện tại anh đến với chúng em anh đã yên tâm chưa? Không, như nói để mà thật sự là em thì cũng hôm nay mới đến đây là lần đầu tiên. Vâng ạ. Nhưng mà cũng cảm nhận thấy một cái quy mô mình giới thiệu thì nó là quá sự thật ấy. Vâng. Với ạ. Do là mình quảng cáo trên thông tin. Vâng. Gọi là truyền thông trên trang mạng rồi các hình thức là cả nước cũng theo dõi được. Vâng. Nhưng mà ạ. Cái sự thật là mình đến tận nơi thì nó phải là đứng đầu. Mình phải quảng cáo thì bây giờ nó cái thế hệ, nói thật sự anh em mình cái cảnh kinh doanh kiếm tiền thì không ai là người không nói cái của tốt. Nhưng mình nói của tốt nhưng mà người ta đến đúng sự thật là cái của tốt của mình thì nó rất là yên tâm trong cái tấm lòng, kể cả có mua được hay ngày hôm nay không mua, nhưng mà đến thời gian sau mình vẫn có cái tư duy suy nghĩ ở trong tấm lòng là rất thích đến một cái cơ sở nó đang là như vậy. Vâng. Còn ví dụ như đến nhiều những cái trang mạng ở bên Hà Đông bọn mình đi đến bên Định Công này, quảng cáo thì rầm rộ nhưng mà thật sự đến nó buồn cười lắm. Nó chả có gì, nó chỉ bày ra mấy cái đóng trong thùng trong hộp, chả biết là các cậu ấy nhập ở Trung Quốc hay ở đâu về hàng. Đấy cũng như kiểu lúc đầu tiên em nói là thật sự người ta quảng cáo xong người ta bán những cái hàng chợ, bán quảng cáo thì ác đẹp, nhưng đến lúc thật sự là đến tận nơi thì nó chả có ý nghĩa gì. Ừ, anh hôm nay đến tận địa chỉ của em rồi thì anh thấy đây, tất cả những cái dòng loa bên em đây nó như là cũng là hàng. Nhưng thường thường trên kênh Facebook của mình quảng cáo ấy thì nó tóm tắt mà nó ngắn gọn. Vâng ạ. Lâm ra nó không có được cái sự thật mà các cái dòng loa như em đến trực tiếp mà nhìn thấy. Vâng, những cái đuôi loa phải nói là có thể em sẽ đánh giá là quảng cáo thì nó chỉ 5 phần nhưng mà đến đây nó gấp được 2 cơ. Với do là mình đến trực tiếp mình nhìn những cái đuôi loa bày ra đây thì nói thật sự là nó quá là hoàn hảo trong một vâng cái, đây một là cái sản phẩm là mình trên cả sự thật. Xong lấy đôi to này buổi sáng này ra là ông anh sang là
mở hàng hay là quý lắm rồi. Anh cứ ấy xong em sắp xếp cùng kỹ thuật nhá. Ok.